Chương một. Ta mộng lại là thật. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Rất xa chân trời, triêu dương biến nhát dâng lên, vừa mới toát ra nửa ót. Đỏ hồng ánh ban mai bước ngang qua không trung. Trần Phong co ro hai chân, cô độc ngồi ở trước cửa sổ, mắt thấy ánh ban mai, hóa đá trưởng thành một pho tượng. Lúc này nét mặt của hắn rất vi diệu, ba phần phiền muộn, ba phần mê võng, hai phần khiếp sợ, hai phần tiếc nuối hắn vừa quay đầu quan sát gian phòng của mình không chút tạp chất chỉnh tề tẩy đến trắng bệch áo sơ mi treo ở dây kẽm lên trên bàn cơm bày ba cái lớn nhỏ không đều chén một đôi đũa dầu muối tương giấm xiên xẹo bố trí trong tủ treo quần áo treo ba lượng cái chất lượng kém âu phục tê sớt cùng thu đông quần áo thường trên bàn nhỏ bày đài cũ nát laptop đây là một cái phổ thông thành phố lớn dân đi làm phòng trọ nghèo khó nhàm chán khô khan. Trần Phong xoa xoa cái trán, cố gắng muốn thanh tịnh phấn chấn. Đột nhiên từ thiên đường đọa trở về phàm trần, khiến hắn thật là khó thích ứng. Hắn ước lượng dùng 10 phút tại tiếp nhận thực tế, chính mình không có xuyên qua, chỉ là nằm mộng. Bây giờ tỉnh mộng. Nơi này là công ngụ của mình, là mình ở cái thành phố này yên thân gửi phận tạm thời nhà. Tối hôm qua cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Trần Phong trong giấc mộng giấc mộng này quá thật, thật đến hắn không phân rõ thực tế cùng mộng cảnh. Cho tới hắn ở trong giấc mộng ước chừng dùng hảo thời gian mấy ngày, mới miễn cưỡng đón nhận chính mình, xuyên việt, tình cảnh. Hơn nữa còn là xuyên việt đến thế giới hiện thật một ngàn năm sau tương lai trong thế giới, trở thành một cái tên là Trần Phong Thế Giới Quân Dự Bị Binh Nhì. Đúng, tên giống nhau như đúc, ngay cả tướng mạo cũng giống nhau đến bảy tám phần. Nhưng Trần Phong không có thể thừa kế cổ thân thể này nguyên chủ nhân trí nhớ, cho nên vừa đi xuyên qua lúc, cả người hắn đều ở mộng vòng trạng thái, không biết rõ tình trạng. Ở vô tri vô giác mấy ngày nay, dự bị binh Trần Phong biểu hiện cực kém, làm cái gì cũng không đi, ngay cả cơ bản thông thường cũng không có, vì vậy hắn rất thê thảm bị đuổi quân tịch, cũng đánh về nguyên quán, trở thành một tên vinh quang thấp bảo nhà. Cái gọi là thấp bảo nhà, chính là được nhận định là không có năng lực làm việc không có bất kỳ sáng tạo giá trị có thể nhân. Thấp bảo nhà không thể hưởng thụ cao đẳng giáo dục, không tư cách xử lý bất kỳ công việc gì, chỉ có thể ở phúc lợi chế độ thấp nhất bảo đảm bên dưới sống tạm. Nói là sống tạm, nhưng kỳ thật đãi ngộ không tệ, ăn được ngon, ngủ ngon, còn có thể độc hưởng 200 bằng phẳng đại bình tầng. Trần Phong thật là khó tin. Hắn sinh hoạt thời đại, giá phòng cao mong đợi, khóa này đại học tốt nghiệp sinh trừ phi gia cảnh sung túc, nếu không nghĩ tại trong thành phố lớn làm một đất cắm dùi muôn vàng khó khăn. Nhưng ở thời đại này, chuyện gì cũng không cần phạm, thấp nhất bảo đảm đại ngộ liền tặng không 200 bình căn phòng lớn, muốn ở bao lâu ở bao lâu. Đây rõ ràng là thiên đường. Chính phủ phát trí tuệ nhân tạo trợ thủ mang chiếu cố của hắn được vô vi bất chí, có thể nói cơm đến há mồm áo đến thì đưa tay. Hắn chỉ để ý chơi đùa. Muốn xem phim, Toàn bộ tin tức lập thể hải lượng mạnh nhỏ nguyên nhìn đủ. Muốn nghe ca, gần tràn âm hưởng mang cho người âm nhạc phòng như vậy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thể nghiệm, bước ngang qua ngàn năm vô hạn khúc kho càng là cái gì cần có đều có. Muốn chơi game, sống não cộng hưởng hiệp đồng đắm chìm trò chơi, đủ loại đề tài, từ star qua đến lịch sử, rồi đến không thể nói thuyết, muốn cái gì có cái đó. Ngàn năm sau khi, trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ nhảy vọt xã hội năng lực sản xuất rất là quá dư, nuôi gần một phần ba tổng dân số số lượng thấp bảo nhà, hoàn toàn không thành vấn đề. Theo Trần Phong, cái này thấp bảo nhà hưởng thụ sinh hoạt, y tế vân vân khắp mọi mặt phục vụ hoàn toàn không xứng với thấp bảo hai chữ này. Đó là hoàng đế vậy thời gian, thấp như vậy bảo hoàng đế, ta muốn làm cả đời. Trần Phong vui đến quên cả trời đất rồi. Ngược lại hắn kiếp trước học trung học lúc liền cùng muốn bức bách chính mình nghỉ học đi làm cha mẹ nuôi đoạn tuyệt quan hệ, vô thân vô cố, không có chút nào lưu niệm. Hắn ở trong hiện thực sinh hoạt cũng chỉ là một bị điên cuồng nghiện ép khổ ha ha thành phố lớn dân đi làm. Kiếp trước và kiếp này hai so sánh, hoàn toàn không so được. Nếu như không có bất kỳ ngoại ý muốn, hắn nguyên vốn cho là mình sẽ ở thấp bảo nhà trong cuộc sống hạnh phúc sống hết một đời nói không chừng còn có thể thắp bảo nhà trong tìm một đẹp để nữ tạo thành thắp bảo nhà một nhà, sống lại cái tiểu thắp bảo nhà đi ra. Nhưng trong nhấp nháy một năm qua đi, khi hắn đang không ngừng vui đùa bên trong từ từ thích ứng cái thời đại này sau đột nhiên, ngày hôm đó, không trung bị đen nhánh bao phủ. Toàn thế giới tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn bầu trời, nơi đó có một cái cực lớn đến tột đỉnh quỷ dị món đồ. Nó lẳng lặng phiêu ở trên không, che khuất bầu trời. Giống kim loại, nhưng lại hoàn toàn vi phạm vật lý quy luật nổi lơ lửng ngay sau đó quỷ dị món đồ nơi trung tâm mơ hồ có một chút ánh sáng nhạt lóe lên sau đó càng ngày càng sáng cho đến tràn ngập mãn toàn bộ thiên địa trần phong khi nhìn đến cái này bó buộc quang trong nháy mắt mãnh liệt đau nhói cảm giác ở chỗ sâu trong óc bung ra trong nháy mắt lan tràn toàn thân như sóng biển đưa hắn nuốt mất đau nhức đánh tới hắn ông đầu co rút đến trên đất chỗ đau không ngừng càng sâu linh hồn phản phất đều phải xuất khiếu, tim thật giống như bị nhân bóp ở lòng bàn tay từ từ nghiền nát. Hắn há miệng muốn kêu thảm thiết, nhưng trong cổ họng lại chỉ có thể ôi ôi luôn miệng. Hắn có thể cảm giác được vô số mịn giọt máu từ toàn thân mình các nơi da thịt thấm ra. Bên cạnh hắn cách nhau hai ba thước những người khác, trên người chính phát sinh cùng hắn giống nhau như đúc sự tình. Trần Phong biết rõ, đã biết là phải chết. Không có dấu hiệu nào, vô cùng quỷ dị, mình và người của toàn thế giới đồng thời đều phải chết. Chờ hắn thực sự chết rồi, lại mở mắt ra lúc cũng đã trở lại trên giường của mình. Trần Phong dùng nhanh nửa giờ mới từ kia thảm thiết trong đau nhức tỉnh lại, cũng sâu đậm trở nên vui mừng. Nhà, đó là một cái mộng. Cám ơn trời đất, kia nguyên lai like là một mộng mà không phải thật xuyên việt. Trần Phong tự băng ghế đứng lên, theo bản năng gõ ngón tay. Tiểu Vi cho ta nắm quần áo, tiểu vi là hắn ở trong mơ cho trí tuệ nhân tạo trợ thủ đặt tên. Đáng tiếc chờ thật lâu, không có động tỉnh. Hắn lại cười khổ lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu, được rồi, mộng liền mộng đi, tỉnh liền tỉnh. Khá hơn nửa mộng, cũng không bằng thật tồn tại. Nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, 2019 năm ngày 27 tháng 10, lên 7 giờ trưa 20. Ta thật chẳng qua là ngủ một đêm a. À? Trần Phong nhún nhún vai, nhận mệnh, dành thời gian rửa mặt, còn phải đi làm. Hắn tẩy nắm nước lạnh mặt, thay cũ âu phục, đem mình ăn mặc tự mô tự dạng, hoàn thành từ mộng cảnh thoát ra trở về thực tế một bước cuối cùng. Đẩy cửa đi ra ngoài, một bộ bóng trắng đập vào mặt, hoảng như quỷ mị. Hắn thiếu chút nữa đối diện đụng vào cái dáng người yếu điệu nữ tử. Nữ tử mới vừa đẩy ra nhà trọ môn đi vào. Nhà trọ hành lang không gian rất hẹp, nàng không chỗ né tránh, chỉ có thể kinh hô ngửa ra sau, nguy hiểm thật mới miễn cưỡng dùng tay vịn chặt tường, không tại đến trên đất. Ngươi làm gì? Nàng ngẩng đầu, trợn mắt trợn tròn. Thanh âm rất thanh thúy cùng dễ nghe, để cho người qua tai không quên. Trần Phong nhìn thẳng phía trước nữ tử, cảm thấy mê vọng. Nàng thân cao chừng chớ một M65, mặc tu thân màu trắng áo khoác, tóc dài xỏa, ở vành mắt đen nổi bật hạ, trứng nỗng mặt sắc mặt hơi chút hôi bại. Rất hiển nhiên, nàng một đêm không ngủ, tất nhiên là ở bên ngoài suốt đêm vừa trở về nhà trọ. Hỏng bét trạng thái tinh thần cũng không ảnh hưởng nàng nhan giá trị, ngược lại cho nàng một loại lười biến mỹ, khiến nhân hai mắt tỏa sáng. dáng dấp đẹp mắt chính là có thể muốn làm gì thì làm, dù là rối bù, cũng giống vậy đẹp mắt. Nữ tử gặp Trần Phong trực câu câu nhìn mình chầm chầm không chịu đảo mắt, chân mày nhanh chóng xoay khởi, nhìn cái gì vậy? Trần Phong vội vàng bay đi ánh mắt, do dự không chừng hỏi, không phải là, đừng hiểu lầm. Ta không ý kia. Ngươi ngươi là. Nữ nhân biểu môi cau mày, trợn trắng mắt một cái, bớt làm bộ làm tịch rồi, ngươi không phải là nhà trọ quản gia sao? Tân khách trọ ngươi lại không biết tên. Như vậy vụng về bắt chuyện phương thức, 10 năm trước liền lạc ngủ. Lười để ý ngươi nói xong bên nàng thân hướng bên cạnh chợt lóe thông qua hẹp hòi đường lót gạch lại chuyển cái giác đông 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 lên lầu oanh trên lầu môn đóng chặt trần phong dở khóc dở cười hắn thừa nhận mình mới vừa rồi nhìn ngay người nhưng cũng không phải là hắn nhìn thấy mỹ nữ liền không dời mắt nổi ở trong giấc mộng lãnh hội qua nhiều như vậy công nghệ cao đắm chìm cách thức không thể nói thuyết trò chơi hắn đã sớm thưởng thức đủ rồi sơn trân hải vị không như vậy không chịu nổi Trần Phong chẳng qua là hết sức không hiểu, mình tuyệt đối là lần đầu tiên thấy nàng, nhưng không tên thấy đối phương rất quen mặt, thật giống như trước đây không lâu tại đã gặp qua ở nơi nào. Trần Phong nhún nhún vai, cũng không gấp ra cửa, mà là trở về phòng đánh mở laptop, lại đăng nhập công ty quản lý hệ thống. Trần Phong công việc chính là nhà này được đặt tên là khách đến nhà trọ công ty tiểu khu quản gia. Hắn phụ trách là bổn tiểu khu tổng cộng là 80 bộ nhà trọ bao gồm chính hắn ở đây bộ, cũng bao gồm trên lầu cô gái kia bộ kia. Hắn có thể từ quản lý hệ thống bên trong tra ra được toàn bộ người mướn tin tức cá nhân. Tiểu khu lầu trọ là LOST kết cấu, tầng cao 5m8, tổng kiến trúc diện tích hơn 40 bình. Công ty mang một bộ nhà trọ sửa đổi là hơn hạ hai tầng hai cái tiêu chuẩn buồn trong, mỗi người có một cái nhập nhà môn. Trên dưới hai tầng buồn trong dùng chung một cái bên ngoài đại môn trần phong dùng trong nhân viên bộ giá nắm căn nhà trọ này tầng dưới cho mướn xuống dưới về phần trên lầu buồn trong bởi vì trước một đời nhà ở đột nhiên dọn nhà trước nhàn trí có gần nửa tháng hắn nhớ tới sự tình tiền nhân hậu quả mấy ngày trước bộ phận thị trường đồng nghiệp an bài tới cái tân nhà ở chính mình đưa chìa khóa cho đồng nghiệp chuyển giao trên lầu liền vào ở một người ngủ ở đâu nhà cùng trần phong sinh vật chung tựa hồ hoàn toàn điên đảo cho nên đến bây giờ cũng không thấy lần đầu tiên. Trần Phong cũng không để ý, ngược lại cũng chưa tới đóng tiền mướn thời điểm, đều chẳng muốn đi nhìn đối phương tin tức. Ở trong mơ hơn một năm thần tiên thời gian, mà ngay cả mấy ngày trước trí nhớ đều trở nên có chút rất xưa cùng mơ hồ. Rốt cuộc, điều kiện tuyển dụng thành công, đối phương tin tức sôi nổi mà ra. Tên họ Chung Lôi. Tuổi tác 21. Chủ yếu nghề tự do người, Trung Hải Học viện âm nhạc chính quy nghỉ học sinh. Hợp đồng quy tắc chi tiết một năm hợp đồng, tháng cho mướn 2.200, tháng kết, tiền thế chân 3.000. Trừ những thứ này ra tin tức cơ bản, còn có một tấm thẻ căn cước chính diện mang hình mờ quét xem cái. Nhìn xong những tài liệu này, Trần Phong tại chỗ mắt choáng váng, trong đầu ông ông tác hưởng, nhịp tim kéo cao đến mỗi phút 180 lần. Điều này sao có thể? Thế nào lại là nàng? cái này quá hoang đường, chẳng lẽ ta mộng là thật? Trần Phong gần như điên cuồng lầm bầm lầu bầu, hắn trực câu câu nhìn lên trước mặt Chung Lôi căn cứ chính xác cái chiếu, trong đầu lại nhớ lại mới vừa rồi tắm kia mệt mỏi nhưng lại như cũ diễm quan tứ xạ mặt của, lại lặp đi lặp lại hồi ức trong đầu cái đó ở trong giấc mộng xem qua rất nhiều lần hình tượng, Hoang Mỹ đối ứng lên, khẳng định là cùng một người. ở trong giấc mộng, thân là một tên ăn no chờ chết thấp bảo nhà. Trần Phong không ít nghe ca nhạc. Số lượng cao âm nhạc trong kho số liệu, nắm giữ cân nhắc chi không rõ kinh điển ca khúc. Đây chính là hơn ngàn năm lịch sử lắng động. Bất quá càng đến hậu kỳ, âm nhạc phong cách thì càng nhiều biến, nhạc khí chủng loại càng là thiên kỳ bách quái, âm nhạc thẩm mỹ biến hóa rất lớn. Những thứ kia đời sau kinh điển ca khúc ở Trần Phong nghe tới cũng không tệ, nhưng không có đầu thế kỷ thứ 21 ca khúc như vậy phù hợp bản thân của hắn sở thích cho nên hắn nghe ca nhạc khẩu vị số lớn tập trung ở đầu thế kỷ thứ 21 trong tác phẩm. Có mấy cái ca sĩ bị Trần Phong phá lệ xem trọng, trong đó liền bao gồm một vị tên là chung lôi nữ ca sĩ. Nàng mỗi bài hát, Trần Phong ít nhất lặp đi lặp lại nghe không dưới 50 lần. Chung lôi, người kế tiếp ngàn năm trong vĩ đại nhất âm nhạc nghệ thuật gia một trong. Thành danh với 25 tuổi, từ đó về sau nhất phi trùng thiên không thể thu thập tác phẩm của nàng số lượng không nhiều, cuối cùng cả đời để lại tổng cộng là 78 thủ tác phẩm. Trong đó bản thân nàng biểu diễn 30 thủ, tác từ tác khúc 48 thủ. Mỗi một thủ đều là tuyệt thế kinh điển. Sự thành tựu của nàng vượt qua 10 thế kỷ ngàn năm lịch sử. Ở rất nhiều bình chọn trong, nàng đều danh liệt công nguyên 2.000 năm tới 3.000 năm giữa thế kỷ nghệ thuật tiền sử trăm người nhóm. Trăm người, nhìn như rất nhiều, nhưng xem xét lại công nguyên 2000 năm trước nghệ thuật tiền sử trăm người theo thứ tự là người nào. Beethoven, Mozart, Petchakovici, Vinci, Claude Monet, Picasso, Vương Hy Chi, Lý Bạch, đổ phủ sự thành tựu của nàng, thì tương đương với cái này trong 1.000 năm Beethoven. Coi như ca sĩ chung lôi trung thực những người nghe, Trần Phong xem qua nhân sinh của nàng Lý Lịch. Nàng đặc biệt cùng người khác bất đồng một chút chính là nàng đang cầu xin tiết học lại bởi vì âm nhạc lý niệm bất đồng, mà cùng đạo sư làm giữ, cuối cùng thậm chí phẫn mà đuổi học. Nàng nghỉ học trường học, chính là Trung Hải học viện âm nhạc. Dung mạo, nhân sinh lý lịch, đây là trần phong kết luận chung này nụ hoa chính là kia chung lôi nguyên nhân. Nhưng nàng lại là chính mình mới mẻ bạn cùng phòng. Hơn nữa bây giờ còn là cái không việc làm, nhìn vẫn như thế rối bù nhưng cái này vẫn không phải là Trần Phong kinh hãi nhất địa phương. Hắn kinh sợ nhất là hắn đánh chết đều không nghĩ tới, chính mình ở trong giấc mộng lưu lại ấn tượng sâu sắc nhân vật lịch sử, lại thật tồn tại với thế giới hiện thực, hơn nữa liền ở bên cạnh mình. Điều này nói rõ mộng cảnh thật là ngàn năm sau thực tế. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.